Xác định dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và công tác nghiệp vụ của cơ quan hải quan. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu tháng 1 năm 2022, Cục Hải quan Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ đạt mục tiêu tiếp tục phấn đấu thu đạt và vượt 4.500 tỷ đồng. Trong đó tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Cụ thể hóa kế hoạch cải cách hiện đại hóa giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Hải quan, chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của thành phố Đà Nẵng, triển khai thực hiện các giải pháp hướng đến hải quan thông minh theo đúng lộ trình, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Đặc biệt, đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp vừa chống dịch COVID-19, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu 4.500 tỷ đồng, tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu, phòng chống ma túy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro, đảm bảo đánh giá đúng mức độ tuân thủ pháp luật hải quan của doanh nghiệp.